má chiều hưng, chẳng thèm liệu lo lấy thân, lỡ mai về bên khó lòng. Nhà người ta xem chẳng dễ gì đâu, ba bên bốn ngõ nhìn ra ngõ vào, họ hàng của ba thì đông, mẹ chồng em dâu biết không, đứng ngồi nói nặng lừa lời. Dù người ta yêu thương, con nhớ đừng xem là thương, xuất gia rồi cùng phu con nhé. Không muốn dung đức hành, trọn đời con thờ chờ, giữ gìn tiết sạch trong danh giá ta tùy chung. Học hành đi nghe con gái mẹ. Con ở làm phía sau về phía trước để cho mẹ nó làm lễ ông bà bác ốm rồi mày đi tải rồi ngồi. Dầm ngàn thân gái đục trông, một lần xe hoa pháo hồng, suốt đời khắc ghi trong lòng. Rồi mà dài bây giờ dài luôn, dài dài. Mày ngồi với lẹ, mày ngồi đi. Ăn bóng cho anh đi. Thôi, thôi, thôi. Anh Linh hai người, anh hút hai đi. Nếu anh có khả năng thì... 500 đi. Mình nói được gì bảy chi mày gỗ mày gỗ để cho ta nói ơn ra cái gì nói với chấm gùm bảy theo bảy chi uống hết gì bảy chi uống hết mày gỗ sao mà có lại một ly uống không có đề mẹ thế chết tay chưa để giữ để bao nhiêu nói lớn lên
năm tặng cho em nó một chỉ vàng miễn phí cả. Trời ơi, trưởng tổng quá chứ. Vậy là phúc một ly. Trời ơi, quý áo. Mừng cho em 500 năm mình phúc mày. Vũ làm lễ là phải uống cạn nghe. Vũ lễ mà. Đeo cho em luôn. Rồi. Chị ba tặng cho em nó 5 phong vàng gì vậy chồng? Chị ba ngoan tặng cho em 5 phong vàng. Cho em về làm của hồi môn. Uống cạn đi nha chị ba ơi. Anh ơi mùi sắc là sắc đồ la quá. Trở về
Nè bằng lòng đi em qua cưới anh nhiều.
mà sao không thương con gái Sài Gòn đẹp má phấn môi son. Mây làm chi, thương làm chi, yêu làm chi, chỉ hai lúa hả? Suốt tháng quanh năm tay thì lắm chân thì bùng, áo bờ bà đồ lông lá, dù có đẹp mặn mà, dù có đẹp như hoa cũng không làm sao dám chở lòng nhồng đi chơi rồng chứ hả? Chẳng qua là duyên số, anh và em có nợ nhau thôi. Cảm ơn ông trời cao đã cho đời mình thương nhau lúc nào. Anh nơi thành đô ngựa xe, chán ngang biết bao nhiêu dối lừa. Khi anh về đây mới thấy thương em dãi dầu nắng mưa. Biết bao người con gái đem tình yêu đến tặng cho anh. Dẫu anh không đẹp trai, biết bao cô nàng khen anh có tài. Ôi trai tay bên người yêu, gái xanh thế gian ai xanh bằng. Nhưng trên đời ai cũng thế, sao có những chuyện lạ kỳ. Anh thương lắm những câu chuyện hẹn hò, trai gái bên dòng sông con đò, nghe đường tình chắc phát miền Tây. Anh thương sao những giọt mồ hôi tuôn rơi trên đôi má hồng, để cho đời nó ấm đơm bông. Hỡi cô nàng hai lúa, xin về đây suốt đời bên nhau. Dẫu cho ai cười chê, ta bền tơ duyên thắm màu. Ta xây đầy trên đồng khô, lúa chín sẽ ra đi khắp miền. Xin cha mẹ xem tháng tốt, ngày lành cho hai đứa nên duyên. Thương lắm những câu chuyện hẹn hò, trai gái bên dòng sông con đò, nghe đường tình chắc phát miền Tây. Anh thương sao những giọt mồ hôi tuôn rơi trên đôi má hồng, để cho đời nó ấm đơm bông. Hỡi cô nàng hai lúa, xin về đây suốt đời bên nhau. Dẫu cho ai cười chê, ta bền tơ duyên thắm màu. Ta xây đầy trên đồng khô, lúa chín sẽ ra đi khắp miền. Xin cha mẹ xem tháng tốt, ngày lành cho hai đứa nên duyên. Xin cho cha mẹ tháng tốt, ngày lành cho hai đứa nên duyên. Hai lũ là sao?
Tôi đón dâu. Hôm nay họ nhà trai có mang lễ vật qua để đón dâu gồm có là 6 mâm quà và 2 mâm lễ. Trước là để cúng ông bà, sau mời thần tộc cũng đi dùng lễ tiếp thảo. Xin kính trình với thần tộc họ nhà. Xin chấp nhận. Chuyện tự nhiên đây rồi, cái chuyện vô rồi, chuyện vô. Bắt đứng nữa là lâu lắm bạn. Dạ. Anh kia đi coi, anh kia đi. Dạ, đi với bước xin tới cơ. Đó. Rồi, đi xin tới, đi xin tới cơ, đi xin tới, xin tới, đúng rồi. Bắt cái tay đúng rồi. Dạ. Rồi con giờ là bên chàng trai đó anh ta đã trình lễ đã xong. Thì bây giờ đến cái phần lễ đè. Làm lễ lên nè. Vậy trân trọng kính mời nội ngoại rồi cô cậu chú bác dưỡng gì cô gia gì đó lên bằng giữa để coi hai đứa làm lễ.
Rồi đó. Rồi hai bà công ly cốc luôn nha. Rồi hai bà chọn cái công ly luôn. Cô nào cảm ơn. Rồi. Mời đi chị. Rồi bây giờ cha với mẹ. Rồi giờ là lẹ mời mẹ. Cô dâu không mời. Cô dâu đưa. Cô dâu mời. Cô dâu đưa. Cô dâu mời mẹ. Để nó xuống. Ừ. Đầu cuối. Còn nếu như mời mẹ già chồng ở dưới. Rồi hai bác sư công ly nha. Hai bác sư công ly. Hai yếu nữa giờ có một tay à. Đưa thì phải đưa hai cây. Rồi cúi đầu cho mẹ hai lần. Từ bao đời nay, trong phong tục của người Việt Nam, miếng trầu luôn đi đầu câu chuyện. Đối với câu chuyện cả đời của một người cũng vậy, không thể thiếu được khay trầu cao. Người xưa cho rằng, cây cao có thân tròn, chắc, đứng thẳng là biểu tượng của người con trai. Còn lá trầu hình tam giác bầu bỉnh, xòe ngang trên mặt đất là biểu tượng của người con gái. Dây trầu leo quấn quýt quanh thân cao cũng là biểu tượng cho tình yêu bền chặt. Trầu cao ăn với một chút vôi thì tạo được một màu đỏ hồng như màu son, màu đỏ biểu tượng cho sự chung thủy. Trong dân gian vẫn truyền khẩu với nhau, miếng trầu ăn kết làm đôi, lá trầu là vợ, cau tươi là chồng. Trầu xanh, cau rắn, chay hồng, vôi pha với nghĩa, thuốc nồng với duyên. Với người con gái, trầu cau được xem là biểu tượng của sự tiếp đón danh giá, để họ tự hào suốt đời. Con chú kể đã làm lễ đã xong thì bây giờ tôi trả lại cho nhà chú lễ nhà trai. Mời nhà gái cái phần trình lễ của cô dâu chú rể đã có thể xong. Bây giờ họ nhà trai xin phép họ nhà gái xin được đón dâu về bên họ nhà trai. Nhà cũng xin thức trình với họ nhà gái. Rồi trước kia thì họ nhà trai cũng xin kính mời thân tộc họ nhà gái cùng đến thân tộc họ nhà trai để cùng ăn cơm uống rượu để chúc mừng cho hai cháu được trăm năm hạnh phúc. Và thân tộc họ nhà trai cũng xin kính mời. Đi luôn. Rồi hai bên sát dọc, hai bên sát dọc. Tôi dặn bóng tay cái nghe. Thôi, họ hai con. Cứ được vô mừng quá, cứ được vô mừng hết. Trời, từ từ đi tới luôn dâu ơi, dẫn dâu đi tới luôn con ơi. Ba ơi. Trời trời.
13 thân tộc hai họ còn có ông bà cha mẹ hai em tiến đồ trợ trung hiếm của đồng mời tham bà công ly chạy đi dài quá đi lòng xuống lưng luôn thôi. Hôm nay nhà thành hôn của con mà tặng của em rồi. Suya của anh Sôi. Bác Sôi nhà của Di. Di giống bà Di. Di. Cha mẹ kiếm hạnh phúc cho con nhưng mà giữ được hay không là do con nha. Có tổ chức làm lễ tân hôn cho con trai Út là Trung Kiên cùng với cô dâu là cô Lẹ. Đây đội tân hôn xin ra mắt chính quyền địa phương và quý vị quan khách. Xin mời hai rồi xin mời phần chúng ta hành lễ đã xong, xin mời các em các cháu chúng ta tiến hành lên mấy cái lẩu.
đừng lo lắng em ơi, chuyện ngày mai đã có anh rồi. Em chỉ cần luôn nhớ và hướng trái tim về anh. Dù dòng bão ghé qua đây thì sẽ có anh luôn đứng lại và dẹp hết ưu phiền xung quanh em để mang đến những điều tuyệt vời. Bờ vai anh đấy, dựa vào đi nếu em đang buồn. Điều hạnh phúc nhất với anh giờ là được nhìn em cười, và anh muốn thấy từng nỗi buồn của em với dần. Lại đây với anh đi em, mình xây hạnh phúc lâu dài. Ta sẽ nắm tay và đi hết cuộc đời này em ơi. Ta sẽ chia mọi buồn đau hay bao ngọt ngào. Hãy khoác lên mình chiếc váy cưới nhỏ xinh này em ơi. Lại đây với anh, mình cùng xây hạnh phúc lâu dài. Chung nhà rồi em ơi, giờ cuộc sống hai ta là một. Mọi buồn phiền lo lắng trước kia để anh giữ dùm. Dù dòng bão ghé qua đây thì sẽ có anh luôn đứng lại và dẹp hết ưu phiền xung quanh em để mang đến những điều tuyệt vời. Bờ vai anh đấy, dựa vào đi nếu em đang buồn. Điều hạnh phúc nhất với anh giờ là được nhìn em cười, và anh muốn thấy từng nỗi buồn của em với dần. Lại đây với anh đi em, mình xây hạnh phúc lâu dài. Ta sẽ nắm tay và đi hết cuộc đời này em ơi. Ta sẽ chia mọi buồn đau hay bao ngọt ngào. Hãy khoác lên mình chiếc váy cưới nhỏ xinh này em ơi. Lại đây với anh, mình cùng xây hạnh phúc lâu dài. Anh Trung Kiên, kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 19 tháng 9 năm 2017 và hôm nay cũng được sự cho phép của chính quyền các cấp, và cũng bên cạnh đó thì cũng qua sự đồng ý của hai gia đình tham gia, giữa gia đình cậu hai và gia đình của chú Lý ngủ cùng về sớm. Và hôm nay thì giữa hai gia đình này có tổ chức cái chương trình lễ tiễn Đức Pha cho con là Trung Kiên sánh duyên cùng với Ngọc Lẹ. Kính thưa quý vị, và tiếp theo đây xin trân trọng kính mời quý vị hãy hướng mắt về sân khấu và
hãy cùng tưởng tượng, hãy cùng chiêm ngưỡng một đôi tâm hồn rất là đặc biệt trong chương trình lễ đại chẳng phát tiểu Đức Phật hôm nay. Có hai thằng ngặt chứ, có hai chị. Quý bà con cô bác và anh chị em thân mến, chúng ta hãy nhìn lên tại khán phòng một đôi tình lang tình nương rất là phong độ, rất là đẹp trai và rất là xứng đôi với không thưa ạ. À, quý vị ơi, chàng trai trung kiên, một cái nhân vật chính trong cái chương trình hôm nay thì rất là phong độ, và bên cạnh đó thì rất là sexy, rất là đẹp trai với không ạ. Và cô dâu thì đáng và dễ thương với không thưa quý vị. Và hôm nay thì với sự có mặt chứng kiến của toàn thể của bà con cô bác và anh chị em gia đình vinh hạnh lớn nhất trong gia đình. Và hôm nay thì nhân cái ngày lễ tiểu Đức Hoa hôm nay, xin được trọng kính mời quý vị về hướng về sân khấu, và đôi tân lang tân nương Trung Kiên và Ngọc Lẹ sẽ đáp lại tấm tình của tất cả quý vị với một lời chào trân trọng thân thương và nồng nhiệt nhất. Hai bạn cúi đầu ạ. Và xin được ủng hộ chào bỏ tay lớn lên. Mình sẽ về có được không thưa quý vị? Và tiếp theo đây là cái chương trình cũng rất là quan trọng, đó là đôi tương lai trên đường sẽ cùng cắt cái bánh kem. You by my side, that's how I see. Close my eyes and I can see us. We're on our way to say I do. My secret dreams have all come true. Ta cùng đón ngày mai, ta từng nghe sau cơn mưa lá chia sẻ nắng lạnh. Như lời hứa anh đã nói ngay từ phút giây đầu chúng ta đã.
hãy về chung một nhà. Dù thật to dù mưa gió ta cũng đón ngày mai. Ta thường nghe sau cơn mưa lá trên xe nắng lạnh. Như lời hứa anh đã nói ngay từ phút giây đầu, chúng ta đã về chung một nhà. Khi anh ta về một nhà, khép đôi mi cùng một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một giọt, sống theo một đời. Khi hai ta chung một nhà, khép đôi mi cùng một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một giọt, sống chung nhau một đời. Anh biết từ khi lấy em anh chẳng mình khi phụ em được về nhà. Tôi tuần vẫn bị hoa hột chẳng cùng em được chuyện gần xa. Những ngày lao viết câu hát về người ta từ hơi bao đầu. Chỉ riêng cho nè chủ kiệt tôi về với em cũng chỉ có tay không. Cảm ơn em vì yêu thằng ngày qua em đã đến bên anh. Cảm ơn em đã hậu phương cho ước mơ trong anh. Xin lỗi em vì những